Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa ban phước cho anh chị em. Amen. Giờ phút này chúng ta có kinh thánh, chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn kinh thánh. Chúng ta xem thư Hebrew đoạn 12. Hebrew đoạn 12, từ câu 1 đến câu 3. Tôi xin được đọc đoạn kinh thánh này. Hebrew đoạn 12 từ câu 1 đến câu 3. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối địch của kẻ tội lỗi dữ ấy, hầu cho khỏi bị mệt mỏi sợ lòng. Amen. Từ phút này chúng ta có thể cúi đầu chúng ta đến cầu nguyện Đức Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con đến trước ngôi ngài. Giờ phút này chúng con dâng lên cho Chúa. Chúng con cầu xin để chính ngài được tôn vinh, chính ngài được bày tỏ qua lời của ngài, và xin chính Chúa động chạm đến lòng chúng con bởi thánh linh của ngài, bởi lời của ngài, để cuộc sống chúng con gần ngài hơn, yêu ngài hơn, Chúa, và sống đẹp lòng ngài hơn. Chúa ơi, chúng con dâng thì giờ này trong tay Chúa, nguyện Chúa sức dầu chúng con chia sẻ lời của ngài cũng như tiếp nhận lời của ngài. Chúng con cảm ơn ngài, chúng con tôn vinh ngài, và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trước hết chúng ta biết đó, thư Hebrew này là viết cho những người Do Thái tin Chúa. Và nếu chúng ta quay lại công vụ sứ đồ đó, thì chúng ta biết là hội thánh đầu tiên bao gồm toàn là những người Do Thái, và họ cực kỳ yêu mến Chúa, có phải không anh chị em? Là họ bền lòng trong sự cầu nguyện, trong lời Chúa, trong sự thông công của anh em điện thánh. Họ chứng kiến rất nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra, thậm chí họ bán đất, bán nhà, bán cửa để dâng cho hội thánh của Chúa. Họ nhóm nhau lại hàng ngày, có thể nói là một cái sự nóng cháy, một cái sự yêu mến Chúa. Tôi xin nói là không hội thánh ở trên đất ngày nay có được như vậy, và ngay cả hội thánh nhà muôn dân cũng không yêu mến Chúa giống như hội thánh đầu tiên được. Amen. Nhưng mà hỡi anh chị em, thời gian trôi qua họ không còn như vậy nữa, và rất nhiều người bắt đầu mệt mỏi sờn lòng, thậm chí nhiều người bụi đạo thối lui. Chính vì vậy tác giả thư tín này đã phải viết để khích lệ họ, đưa họ quay trở lại. Nên chính vì vậy tôi muốn nói với quý vị anh chị em như thế này: khi chúng ta mới đến với Chúa, khi chúng ta gặp Chúa, thì thông thường lúc đó xuất hiện cái tình yêu gọi là tình yêu ban đầu, đúng không? Chúng ta rất là nóng cháy, chúng ta rất sốt sắng. Nhưng quan trọng 5 năm sau, 10 năm sau, 15 năm sau có còn ngọn lửa đó hay không mới là vấn đề. Rồi ngay cả hội thánh cũng như vậy. Có những hội thánh mà Chúa mới thiết lập, họ bùng cháy, họ đầy khải tượng, họ nhìn thấy quyền phép của Chúa, nhiều cuộc đời được thay đổi. Nhưng mà 10 năm sau, 15 năm sau, quan trọng cái ngọn lửa đó như thế. Nên vì vậy cái cuộc đua của chúng ta, hay là cái cuộc đời chúng ta theo Chúa, là cái cuộc chạy đường dài, đó là cuộc đua cả đời. Tại sao tôi nói điều này? Bởi vì chúng ta nhìn thấy có những hội thánh trong Kinh Thánh, không chỉ hội thánh tại Hebrew này, những người Do Thái này họ bị như vậy. Rồi ngay cả hội thánh tại Galati, chúng ta biết một hội thánh mà lúc khởi đầu họ đã chứng kiến cái sự mà phục hưng, cái sự phấn hưng như thế nào. Nhưng Phao-lô lại nói với họ là anh em khởi đầu rất tốt, khởi đầu bằng thánh linh, nhưng kết thúc bằng xác thịt. Rồi chúng ta biết hội thánh tại Ê-phê-sô cũng là hội thánh mà thực sự là Chúa dùng sứ đồ Phao-lô để mà gây dựng hội thánh đó lúc ban đầu. Đó là hội thánh mà có thể nói là hội thánh rất là đặc biệt. Sứ đồ răng sau đó ở đó, Mary mẹ theo xác thịt của Chúa Giêsu cũng ở tại thành phố đó. Rồi có thể nói như thế này, chúng ta biết là Timôthê sau đó là mục sư của thành phố đó, và người ta nói hội thánh đó hàng mấy chục ngàn người sau đó. Nhưng mà nếu trong sách Khải Huyền ấy, thì chúng ta lại thấy là Chúa nói với hội thánh đó là họ đã bỏ tình yêu mến ban đầu, và nếu họ không ăn năn nữa thì Chúa sẽ cất cây đèn, chân đèn khỏi hội thánh đó. Và đúng là quả thật, mấy năm trước tôi đi Thổ Nhĩ Kỳ đến cái thành cổ Ê-phê-sô,
ở đó không có tàn tích gì cả. Nên nếu điều đó đã xảy ra với các hội thánh ấy, thì đó cũng là bài học cho chúng ta, để cho chúng ta có thể đi lâu dài. Tôi rất ước ao đời sống tôi hầu Chúa là đến trọn đời, đến hơi thở cuối cùng. Anh em ước ao như vậy không ạ? Rồi tôi cũng ước ao những hội thánh của Chúa trên đất này, trong đó có hội thánh mà Chúa đặt anh em tại đây cũng sẽ hầu Chúa đến trọn đời. Để khi anh em về với Chúa, hội thánh này tiếp tục nó còn nhân ra nhiều nữa. Và hỡi quý vị anh chị em, để được điều đó, chúng ta quay lại cái đoạn kinh thánh này. Sứ đồ hay là tác giả thư tín đây dạy chúng ta điều gì? Đó là ông nói là gì? Là hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cốt rễ và cuối cùng của tin chúng ta. Và sau đó có nói là gì? Chúng ta hãy suy ngẫm về Ngài để chúng ta khỏi bị mệt mỏi, khỏi bị sợ lòng. Nên vì vậy cái bí quyết đấy, để chúng ta có thể đi theo Chúa, để chúng ta nóng cháy đến hơi thở cuối cùng trên đất này, để chúng ta hầu Chúa trọn đời, để hội thánh có thể tồn tại vĩnh viễn, mà khi mà cho đến khi Chúa Giêsu quay trở lại ở trên đất này, cái bí quyết đó chính là nhìn xem Chúa Giêsu và học tấm gương của Ngài. Amen anh chị em. Amen. Vậy nhìn xem Chúa Giêsu là như thế nào? Thì thực ra cái từ nguyên bản đó, cái từ mà nhìn xem á, thì cái gì đó nó hàm ý là gì? Là chúng ta chăm chú tập trung vào cái đối tượng mà không để cái khác ảnh hưởng đến chúng ta. Và khi chúng ta chú tâm hay chúng ta nhìn xem một con người nào đó hoặc một cái điều gì đó với cái sự như vậy ấy, thì chúng ta sẽ được kết nối với cái điều đó. Và chính cái điều đó nó sẽ nắm được tâm trí chúng ta, nắm được tình cảm, nắm được cảm xúc và nắm được cả cuộc đời chúng ta. Nên chính vì vậy, nếu đời sống chúng ta mà chúng ta chú tâm lên cái nan đề, tôi xin nói là nan đề đó nó sẽ càng ngày càng trở nên lớn. Nó sẽ nắm được tâm trí chúng ta, nó sẽ nắm được cả cái cảm xúc của chúng ta, nó sẽ nắm được tấm lòng chúng ta, nó sẽ hút hết sức lực, nó hút hết cái sức sống của chúng ta, và đến lúc nó sẽ đè bẹp chúng ta. Ở tại ngoài Bắc đó, ở đây ai ra Quảng Ninh vậy? Ở đây có ai ra Quảng Ninh chưa? Đa số nó chưa ra. Nó có cái cầu người Nhật họ mới xây cách đây khoảng chắc chục năm, cầu gọi là cầu bãi cháy, cầu đi qua biển, cái cầu rất là đẹp. Nhưng mà từ lúc xây cái cầu đó, rất nhiều người tự tử ở đó, bởi lao từ trên xuống thì chắc là đa số nó không sống được, chỉ duy nhất có một trường hợp sống được, đó là có một trường hợp lao xuống và có một con gái Chúa làm nghề chạy núi ở xuống và chạy ra bước và cầu nguyện vào người đó, sau đó đến bệnh viện bình thường. Và tất cả những người lao xuống đó đều chết hết. Và khi người ta tìm hiểu tại sao những người đó chết đấy, thì có người là vừa cãi nhau với vợ tốn trước, có những người là gì, vừa đi cá cược thua bạc khoảng một số tiền không lớn. Và nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao cái nan đề đâu có lớn đâu mà tại sao người ta có thể quyên sinh như vậy. Cái vấn đề là đấy, nan đề không lớn, nhưng khi người ta cứ nghĩ đến nan đề đó, khi người ta cứ tập trung đến nan đề đó, thì bây giờ cái nan đề nó trở nên rất lớn, mấy chục triệu bây giờ trở thành mấy trăm triệu, trở thành mấy trăm tỷ. Và đến lúc đè bẹp đời sống họ, họ không còn nhìn thấy lối thoát, mà họ đã quyên sinh chính đời sống họ. Vì vậy cái cầu đó mà như tôi được biết là sắp tới họ nói gì, họ sẽ làm cái lưới hai bên để ai nhảy xuống lưới đó. Nên chính vì vậy tôi biết là đời sống chúng ta trên đất này chắc chắn anh em sẽ gặp những nan đề tấn công. Tại trên đất này chắc chắn sẽ gặp nan đề. Anh em nhìn ngay cả một sư quý đây cũng đầy nan đề tấn công. Nhiều người cứ nghĩ ồ các mục sư chắc là sống khỏe lắm. Tôi xin nói không khỏe đâu, nhiều cái điều tấn công lắm. Nên có người nói đấy, là nếu một tín đồ một con quỷ tấn công thì những người mà mục sư, những người giảng đạo có thể hàng trăm con quỷ tấn công kia. Nên khi cầu nguyện, tôi muốn nói quý vị anh chị em hãy cầu nguyện cho mục sư của mình. Amen anh chị em. Cầu nguyện cho mục sư của mình đó là cầu nguyện cho chính mình đấy. Bởi người đó khỏe, người đó mạnh mẽ thì chúng ta được phước. Giờ khi chúng ta cầu nguyện cho đất nước cũng như vậy. Nếu chúng ta cầu nguyện cho đất nước được thịnh vượng thì bạn là một phần trong đó, bạn sẽ được thịnh vượng. Nên nhiều người họ chỉ cầu nguyện cho đầu gối thì đau quá, suốt ngày chỉ nghĩ đến tôi. Đó là lời cầu nguyện dài. Hãy cầu nguyện cho điều lớn hơn và bạn sẽ có phần trong đó. Nên khi chúng ta mà chú tâm lên điều gì đó, chúng ta sẽ được kết nối với điều đó. Cái điều đó nó sẽ nắm đời sống chúng ta, nó sẽ làm chủ chúng ta.
và nó sẽ thay đổi cả thế giới quan của chúng ta. Nên nếu đời sống chúng ta không chú tâm vào nan đề, nhưng chúng ta nhìn đến Chúa Giêsu, chúng ta kết nối với Ngài qua cái sự cầu nguyện của chúng ta, qua lời Chúa chúng ta chiêm ngưỡng Ngài. Tôi xin nói đến lúc Chúa sẽ càng ngày càng lớn trong đời sống chúng ta. Chúa sẽ làm chủ tâm trí, chủ tấm lòng chúng ta, và tất cả mọi sự khác nó trở nên rất nhỏ bé. Chúng ta biết một con người tên là David. Chúng ta biết David đúng không? David là một cậu bé thiếu niên chăn cừu. Và về sau chúng ta nghe David kể là khi có gấu có sư tử đến á, mà cướp chiên, David còn đến giằng chiên lại, đánh với con sư tử, đuổi với con gấu đó đi. Tôi cứ suy nghĩ thế này, nếu mà đời sống chúng ta đây mà chúng ta gặp gấu sư tử, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Bỏ chạy đúng không? Tôi hay nói như thế này, có những người không thể chạy nổi luôn đấy, mày gặp ngất xỉu luôn không chạy. Nhưng nếu ai cũng xỉu thì chúng ta không phải té thật nhanh, chạy thật nhanh. Nhưng mà David ấy, thì lại không chạy, không ngất xỉu, mà ông lại đối diện với những con thú đó, để ông giằng lại chiên. David là người rất bình thường, ông không điên, nhưng tại sao ông lại hành xử như vậy? Bởi vì David là con người thờ phượng Chúa. David khi chân chiên, ông luôn luôn chiêm ngưỡng Chúa qua sự thờ phượng, nên Chúa trở nên rất lớn trong lòng của ông. Và Chúa đã làm chủ đời sống của ông, nắm được tất cả những cái thế giới quan, cả tâm trí, cả tình cảm của ông. Và khi Chúa trở nên rất lớn trong lòng của ông ấy, thì dưới con mắt của Chúa, ông nhìn mọi sự nó trở nên rất nhỏ bé. Ông nhìn sư tử gấu, sư tử hay là gấu, ông nhìn giống như con thỏ thôi, giống như con chuột thôi, nên đâu có thể dám đánh đuổi nó. Amen anh nhé. Nên sau đó chúng ta biết là có một lần kia David được bố mình sai mang đồ ăn cho các anh mình ở nơi chiến trường, và lúc đó quân đội Israel đang đối đầu với quân đội Philippines, và bên Philippines có một người tên là Goliath, cao khoảng hơn 3 mét, và ra thách thức quân đội Do Thái là các ngươi hãy cử một chiến binh mạnh nhất trong vòng các ngươi và ra chiến đấu với ta, và nếu ta thắng á thì các ngươi sẽ làm nô lệ cho dân của ta, còn nếu ngược lại thì chúng ta sẽ làm nô lệ của các ngươi. Và khi mà Goliath cái ngày đầu tiên ra thách thức như vậy thì tất cả quân đội Do Thái đứng im. Nhiều khi ông nói ông kia là và anh lên đi, ông kia bảo anh lên đi, cũng giống như nhiều người đến hội thánh nghe lời Chúa bảo là đấy là lời Chúa dành cho người bên cạnh. Nên có nhiều người có lời cầu nguyện không giống như Esai lắm, là Chúa ơi có con đây, thì sai cái thằng bên cạnh con đi. Và lúc đầu tiên họ đứng họ nhìn, họ không đáp lời, họ không nhúc nhích, không ai dám giơ tay xung phong lên cả. Nhưng mà khi ngày David ra thì lúc đó là 40 ngày rồi, và khi David đang nói chuyện với các anh mình thì Goliath xuất hiện. Và Kinh Thánh có nói là khi Goliath xuất hiện thì tất cả quân đội Israel họ bỏ trốn chạy hết, họ chạy giống như là gà gặp phải diều hâu vậy, họ chạy hết núp vào hang đá, họ núp vào những cái phần đá. Chúng ta hãy để ý cái phản ứng rất là 40 ngày trước rồi, thì họ nghe, họ nhìn Goliath thách đố và không ai xung phong thôi, nhưng họ đứng im họ nhìn. Nhưng mà 40 ngày sau thì chỉ thấy bóng Goliath thôi, họ đã bỏ chạy trong sự hoảng sợ, chạy tán loạn. Tại sao như vậy? Bởi vì trong 40 ngày đó, từ sáng ra, chiều ra, Goliath đã giảng cho một bài giảng. Thế có người nói như thế này là quân đội Israel họ đã dự một cái đại hội, một cái hội thảo 40 ngày, 80 ca nhóm, và chỉ có một diễn giả duy nhất đó là Goliath. Và cái chủ đề của đại hội đó không phải là đại hội đức tin nữa, không phải là đại hội bồi linh, mà đại hội làm sao sống trong sự sợ hãi, làm sao sống trong sự thất bại. Và 40 ngày, 80 ca nhóm như vậy, nghe Goliath, nhìn lên Goliath. Và sau 40 ngày đó, Goliath bây giờ không còn cao hơn 3 mét đối với họ nữa, mà bây giờ thành 300 mét kìa, trở nên rất khổng lồ. Và khi chúng ta nhìn cái điều gì đó, chúng ta chiêm ngưỡng cái điều gì đó, chúng ta chăm xem điều gì đó, cái đó nó sẽ trở nên rất lớn. Và đến lúc nó sẽ nắm tâm trí chúng ta, nắm tình cảm chúng ta, và nó sẽ leo lái cả cuộc đời chúng ta. Nên vì vậy sau 40 ngày nhìn thấy Goliath, họ đã hoảng sợ, họ bỏ chạy trốn sạch. Nhưng David thì khác. David là con người mà có mối quan hệ với Chúa. David là con người chăm xem Chúa.
Nên vì vậy dưới con mắt của Chúa, David đã nhìn Goliath là kẻ rất đáng thương. David nói là gì? David rất ngạc nhiên hỏi mọi người là cái thằng này là cái thằng nào? Mà cái thằng không chịu cắt bì này này, là cái thằng mà không có giao ước với Chúa này, nó là ai mà dám xỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời? Và dưới con mắt của David, thằng này chết chắc, bởi dám chống lại Chúa, dám xỉ nhục Chúa. Amen anh chị em. Amen. Và chúng ta biết là kết cục là chỉ cần một viên đá nhỏ thôi là kết liễu cuộc đời của Goliath. Nên David và quân đội Israel rất khác nhau, bởi vì David thì chú tâm lên Chúa, còn quân đội Do Thái họ chú tâm lên kẻ thù, họ tập trung, họ chăm xem kẻ thù, chính vì vậy họ trở nên yếu hơn. Và cái đó cũng là bài học cho chúng ta, là khi trong đời sống chúng ta, đúng là chúng ta không phủ nhận những cái nan đề tấn công đó, không phủ nhận tôi đang có thể đau nhức trên người này, có thể tôi đang gặp khó khăn tài chính này, có thể những cái áp lực này, những cái điều kiện tấn công tôi không nói là không có, giả bộ không có, giống như là con đà điểu giúp đầu chúng cát, coi như hy vọng là báo cát nó trôi qua. Chúng ta không phủ nhận điều đó, nhưng hỡi quý vị anh chị em, đừng có chú tâm lên điều đó nhiều. Amen. Đừng có tập trung lên điều đó. Amen. Tôi gặp có những con người tự nhiên bị bệnh một chút rồi đi đâu cũng kể về bệnh, mô tả nó như thế này, nó đau như thế kia. Tôi xin nói càng như vậy bệnh càng nặng hơn. Amen. Có những người gặp một chút khó khăn tài chính đi đâu cũng than, đi đâu cũng túi như này, vì mà túi nhất. Tôi xin nói là như vậy ấy, bạn không thoát khỏi nan đề đâu. Mà tệ hơn, đôi khi nhiều người nghĩ như vậy ấy, để mà gây cái lòng thương hại đến nơi Chúa. Anh chị em, Chúa hành động bởi đức tin. Amen. Không phải phải thương hại đâu. Nên vì vậy Chúa mới nói là gì? Chúng ta phải nói với hòn núi này, đúng không? Chúa nói ai có đức tin nơi Đức Chúa Trời đâu, mà nói với hòn núi này nha. Chúa cũng nói là nói về hòn núi nha. Chúng ta rất thích nói về hòn núi của chúng ta. Đi đâu cũng cả đời chúng ta để lớn lắm. Duy nhất trên đất này tôi có nan đề rồi, không ai bị cái bệnh khủng khiếp như tôi, đầu đau nhức hết cả lên. Không có ai có nan đề như tôi, nợ cả mấy chục triệu liền. Anh chị có như hàng trăm tỷ kia, có chết đâu, nghìn tỷ kia có vấn đề gì đâu. Là chúng ta cứ đi chỉ nói kể về hòn núi, nhưng Chúa nói với chúng ta là chúng ta nói với hòn núi, đúng không? Chứ không nói về hòn núi. Và nếu chúng ta nói với nó, nhấc mình lên quăng xuống biển, mà nếu chúng ta không nghi ngại trong lòng thì nó sẽ phải thuận phục chúng ta. Amen. Nên vì vậy hỡi anh chị em, tôi hiểu đời sống trên đất này, dù bạn có sống ở đất nước rất giàu có, tôi sang bên Hoa Kỳ nhiều lần, tôi gặp con cái Chúa biết đó đầy nan đề, gặp các mục sư mình này khó khăn lắm, cánh đồng Việt Nam khó khăn lắm, về Việt Nam cũng bảo ôi này khó khăn lắm, chứ không được đi bên Hoa Kỳ chứ đâu đâu. Tôi xin nói là chúng ta bị lừa rồi. Amen. Ở đâu ma quỷ đâu viện cớ ở đây, cái điều kiện này thì không thể phát triển một cách được. Ở đâu người ta nói như thế cả. Tôi xin nói là dân Bát Tích Sư không xây dựng công việc Chúa, hay là nói nôm na như chúng ta này, ông mở phục thánh ở tại đồng vắng chả có người gì cả. Người ta bảo gì đó, làm gì có người, làm sao mà có hội thánh được. Thế mà người ta kéo nó ùn ùn đến đấy. Amen anh em. Nên vì vậy đừng có đổ tại cho hoàn cảnh nhé, đừng bao giờ đổ tại cho hoàn cảnh. Tôi nghe ông tổng thống Putin ông nói điều này. Ông nói cái điều mà cũng đáng suy nghĩ. Ông nói là gì? Từ nhỏ mẹ tôi dạy một điều là đừng bao giờ đổ tại cho hoàn cảnh cho người khác. Và đúng là quả thật, khi đời sống chúng ta là nói là vì hoàn cảnh tôi thế này, vì người kia của tôi thế này, có nghĩa là bạn trao phó cái số phận của bạn cho cái hoàn cảnh, cho cái người khác nắm giữ. Amen anh chị em. Amen. Đừng bao giờ đổ tại cho hoàn cảnh. Không có điều gì mà Chúa không thay đổi được. Amen. Cái vấn đề là bạn với Chúa như thế nào, chứ không phải là hoàn cảnh. Amen. Nên thưa quý vị anh chị em, nếu chúng ta chăm xem Chúa, nếu chúng ta chú tâm lên Chúa, không để điều gì ảnh hưởng đến điều đó, tôi xin nói đời sống chúng ta có sức mạnh. Amen. Anh chị em biết không, tôi cũng gặp những hoàn cảnh chứ. Và lúc tôi cũng cảm thấy là có những cái sự mà tấn công áp lực. Có lúc tôi bảo là sao, trong tự nhiên mình nghĩ là tại sao mình việc gì mà mình phải hồn chú khổ thế, việc gì mà mình phải chịu áp lực thế này, tại sao mình không sống tôi thoải mái như người này người kia đi. Nên trên những lúc đó tôi đã làm lựa chọn và tôi không đến than phiền, không than hoàn cảnh của tôi, mà lúc đó tôi bắt đầu tôi đến Chúa. Nếu tôi khó cầu nguyện, tôi tìm những câu kinh thánh, tôi thích đặc biệt những câu kinh thánh trong sách Ê-sai từ đoạn 40 trở đi, khi nói đến cái sự cao cả, đến sự vĩ đại của Chúa.
Và khi tôi chú tâm đến điều đó, lúc ban đầu chúng ta tâm trí rất khó tập trung đến điều đó, bởi vì nan đề nó đang gào thét đây. Nhưng lúc đó mình phải lấy cái quyền tự do lựa chọn của mình để tâm trí tôi đến Thiên Chúa. Tôi đọc lời, tôi đọc những câu đó mà tâm trí để đến đâu tôi đọc lại, tâm trí nó vẫn chưa tập trung, tôi đọc lại, tôi đọc lại đến lúc nó phải chú tâm vào điều đó thôi. Anh chị em có bao giờ đọc Kinh Thánh mà đọc xong 15 phút chạy hiểu mình đọc cái gì mà? Có lúc nghe sách nói nó ốm, tôi chẳng hiểu vừa rồi mình nghe đọc cái gì. Nghe lại, đọc lại đến lúc chú tâm thì thôi. Và khi tôi chú tâm đến điều đó, anh chị em bắt đầu tự nhiên cái sức mạnh nào nó đến, bởi vì tôi được kết nối với Chúa lúc đó. Amen. Kết nối với Chúa quyền năng. Và lúc đó một sức mạnh đến và tự nhiên áp lực nó bị bung ra. Amen. Và tự nhiên có lúc như vậy, sau đó mình nhìn lại, ô tại sao 5 phút trước, 10 phút trước cái nan đề này mà mình khổ sở với nó, tập thì mình khóc nó, bây giờ mình thấy buồn cười thế, sao nó bé tẹo thế này mà nửa tiếng trước hay mấy chục phút trước mà chúng ta khổ sở với nó. Bởi vì bây giờ chúng ta đã kết nối với Chúa, và dưới con mắt của Chúa bạn nhìn sư tử gấu giống như con thỏ, như con chuột của tôi. Amen. Amen anh chị. Nên vì vậy hãy như ở đây học thuộc Kinh Thánh rất tuyệt vời. Amen. Bạn hãy chọn những câu Kinh Thánh kiểu như vậy. Amen. Tôi có những câu Kinh Thánh mà rất tốt, nói về tình yêu của Chúa, nói về sự nhân từ của Chúa. Có những câu Kinh Thánh nói về sự thành tín của Chúa. Và những câu Kinh Thánh đó nó giúp cho tôi những lúc khó khăn, những lúc áp lực. Bởi nó giúp cho tôi chú tâm lên Chúa, giúp tôi tập trung lên Chúa, giúp tôi chăm xem Chúa, giúp tôi kết nối với Chúa. Amen. Và khi mà tôi kết nối với Chúa được thì mọi chuyện nó trở nên rất là nhỏ bé, nan đề nó có thể vượt qua được. Amen. Nên nói hết trên, khi chúng ta chăm xem Chúa thì chúng ta được kết nối với Chúa, với quyền năng của Chúa, và thậm chí đời sống chúng ta sẽ được thay đổi theo Chúa. Amen. Nên đời sống cơ đốc nhân ấy, chúng ta biết một cái điều răn lớn nhất của nó, đó là yêu kính Đức Chúa Trời, đúng không anh chị em? Thực ra cái đời sống đi theo Chúa nó không phức tạp đâu. Đôi khi mình cứ phức tạp hóa vấn đề thôi, nhưng thực ra nó không phức tạp. Chúa nói là tất cả luật pháp chỉ tóm trong cái điều răn đó thôi. Cái đó là điều quan trọng nhất, là Chúa là số 1 trong đời sống chúng ta. Mà chỉ cần có cái đó thì là đời sống bạn đắc thắng. Tôi nhớ đến cơ đốc nhân thời kỳ đầu tiên, tôi sẽ nói họ chả có Kinh Thánh này, cũng chả có sách nói ASEAN đâu. Họ không có trường Kinh Thánh, họ không có những đại hội bồi linh, không có điều này điều kia, không có đầy những sách như chúng ta có ngày nay. Vậy mà họ vẫn vượt qua những cái áp lực khủng khiếp, những sự bắt bớ khủng khiếp. Chỉ đơn giản là họ có Chúa. Amen. Chỉ đơn giản là họ kết nối được với Chúa. Amen. Và cái đó là điều quan trọng nhất. Ngày nay tôi nghe tại Iran là một đất nước mà Tin Lành có thể nói là một trong đất nước mà Tin Lành phát triển nhanh nhất thế giới. Anh em thấy kỳ lạ không ạ? Đối với Chúa thì cái vấn đề không phải là vấn đề. Tại Trung Quốc chúng ta thấy là hồi giống như con rồng rồi kinh khủng như vậy. Nhưng mà lại tại nơi đó Chúa phân nước. Tại Indonesia là đất nước mà cái người Hồi giáo, số lượng người Hồi giáo nhiều nhất thế giới. Nhưng Tin Lành nó phát triển rất mạnh bên đó. Người ta nói là thậm chí có mấy chục tới 30% là tín đồ Tin Lành. Nhưng người ta không dám công khai con số đó. Bởi công khai con số đó có thể những người Hồi giáo họ sẽ nổi loạn lắm. Rồi tại Iran là đất nước mà kinh khủng, được xếp làm nhà nước khủng bố, luôn luôn muốn đe dọa hủy diệt Do Thái. Nhưng mà đấy, Chúa lại phát triển con thánh của Chúa. Thế thực ra đối với Đức Chúa Trời, Chúa không quan tâm đến chuyện thể chế chính trị, Chúa không quan tâm đến hoàn cảnh. Amen. Anh chị em, những cơ đốc nhân ở tại những vùng đất đó, họ không được tự do như chúng ta ở đây. Họ có thể tin Chúa bị đe dọa bởi sự mà chết. Vậy mà tại sao họ vượt qua được những cái chặng đó? Cũng chỉ với đơn giản là có sự kết nối với Chúa. Amen. Tôi hỏi Chúa là số 1 thôi. Khó khăn chỉ biết đến cầu nguyện với Chúa, trông cậy Chúa, chứ còn chẳng biết ai. Nên chính cái đó lại là sức mạnh của họ. Nên chúng ta đừng bao giờ đánh mất cái điều này nhé. Đừng bao giờ đánh mất cái mối quan hệ với Chúa. Đừng bao giờ đánh mất cái tầm nhìn chúng ta để không có chú tâm lên Chúa. Tôi nghĩ đến Phao-lô trong cái thư Philip của ông, lúc đó ông trong tù. Đây là một trong những bức thư cuối đời của ông. Và chúng ta chứng kiến cái cuộc đời Phao-lô là cuộc đời mà chứng kiến rất nhiều phép lạ xảy ra, chứng kiến những cái sự phấn hưng xảy ra tại thành phố này, tại những quốc gia kia. Nhưng đến sách Philip dường như hỏi Phao-lô ước ao điều gì nhất, bây giờ Phao-lô khát khao điều gì nhất. Anh chị biết Phao-lô khát khao điều gì mà ông không khát khao là ôn thêm sự phấn hưng, ông không khát khao thêm quyền năng, ông khát khao thêm phước lành phước kia. Và ông nói là sự nhận biết Chúa, biết Chúa đó là điều quý giá nhất, còn mọi sự khác là rác rưởi. Nên tôi suy nghĩ đến những con người mà trưởng thành của Chúa nhé,
cái điều gì khát khao nhất? Khát khao nhất của họ là mối quan hệ với Chúa, để họ được kết nối với Chúa. Cũng giống như Môi-se là con người đã chứng kiến 10 phép lạ tại xứ Ai Cập, rồi cũng chứng kiến phép lạ trong đồng vắng, và đến lúc Chúa nói là gì? Ngươi được tốt cho bản thân, ngươi xin gì ta sẽ ban cho ngươi điều đó. Và anh chị biết Môi-se xin gì không ạ? Ông xin cái gì? Cho tôi nhìn được sự, cho tôi biết được sự vinh quang của Chúa. Amen. Và anh chị em Chúa đã đến và Chúa bày tỏ cho mình Chúa là ai. Chúa nói là ta là Đức Chúa Trời nhân từ, đầy sự lòng thương xót, chậm giận, đầy ân huệ. Nên họ khát khao nhất đó là được kết nối với Chúa. Nên với quý vị anh chị em, trong đời sống chúng ta muốn nhiều điều lắm. Tôi cũng rất muốn đời sống chúng ta thịnh vượng hơn. Tôi muốn đời sống tôi khỏe hơn. Tôi muốn nhà tôi to. Tôi muốn hội thánh lớn. Tôi muốn có nhiều ân tứ hơn. Tôi muốn điều này điều kia. Nhưng đừng để cái ước muốn đó lớn hơn cái ước muốn là biết Chúa, được gần Chúa. Amen anh chị em. Vậy khi mà bạn đặt Chúa là số 1, Chúa là tình yêu ban đầu của bạn hay là tình yêu tốt nhất của bạn, tôi xin nói bạn sẽ đi được đến cuối cùng. Còn nếu không á, những cái phước kia nó không đảm bảo là chúng ta không gục ngã giữa chừng. Nên vì vậy chăm xem Chúa đó là cái điều rất là tuyệt vời. Và cũng có thể nói chính Chúa Giêsu ngài cũng là đấng làm gương chúng ta điều đó. Anh chị em trong cùng sơ đồ đoạn 2 có nói như thế này là khi Chúa Giêsu, tại sao cái điều gì mà khiến Chúa có thể vượt qua thập tự giá được, thì lời Chúa nói như thế này, đây là lời nói về Chúa Giêsu là tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì ngài ở bên hữu tôi hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy, vì Chúa chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ và chẳng cho đấng thánh của ngài hư nát động. Chúa đã cho tôi biết được sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt ngài. Thì ra đây là lời David nói, nhưng mà đây thực sự là đấng Christ, thần của đấng Christ qua David để nói về đấng Christ. Là ngài nói gì? Là tôi hằng thấy Chúa ở trước mặt tôi, vì ngài luôn ở bên cứu tôi. Nên Chúa Giêsu ngài cũng luôn luôn chăm xem cha của ngài. Ngài dường như luôn luôn thấy cha của ngài trước mặt ngài. Ngài ưu tiên cho mối quan hệ với cha của ngài. Amen. Để chúng ta biết những buổi sáng tinh mơ đó, Chúa ra đồng vắng cầu nguyện. Một ngày kia Chúa đến nhà bà gia của Phêrô, phép lạ xảy ra và cả thành người ta kéo đến đuổi quỷ chữa lành. Và anh chị em ơi, ngày sau người ta còn kéo đến luôn luôn nhiều hơn. Nhưng Chúa Giêsu lại tránh ra đồng vắng để cầu nguyện. Và các môn đồ đi tìm Chúa. Và khi tìm được người ta ngạc nhiên, các môn đồ ngạc nhiên lắm. Chúa ấy không biết là buổi nhóm phân đứng đã bắt đầu rồi, đến giờ rồi, 9 giờ rồi. Người ta đã kéo đến đầm ầm. Hôm qua phép lạ như vậy, hôm nay còn nhiều hơn rất nhiều. Chúa đi đâu vậy? Thế cho Chúa đi gặp cha của ngài. Và bởi gặp cha của ngài nên Chúa biết cái điều ngài cần làm. Thế Chúa nói ta phải đi thành khác nữa, chứ không thể ở đây mãi được. Rồi chúng ta biết cứ buổi đêm á, Chúa thức đêm để cầu nguyện đó. Rồi có những lúc mà ban ngày người ta bầm, người ta đến ép Chúa lên làm vua, nhưng Chúa lại lánh ra để cầu nguyện. Nên mặc dù Chúa Giêsu phục vụ trên đất này, nhưng mà Chúa đặt cha của ngài là số 1 trong cuộc đời. Và chính nhờ đó mà hơi quý anh chị em, Chúa Giêsu có thể vượt qua thập tự giá được. Chúa có thể làm chọn cái chặng đường của Chúa được. Giờ cái điều thứ hai chúng ta cũng cần phải học Chúa Giêsu đó. Cái điều gì khiến Chúa Giêsu vượt qua được? Thì trong Hebrew này nói ấy, là Chúa Giêsu vì niềm vui đặt trước mặt ngài, ngài chịu được thập tự giá khinh nhục sỉ nhục. Chúa Giêsu ngài nhìn thấy cái niềm vui trước mặt ngài. Chúng ta đặt câu hỏi niềm vui trước mặt ngài là cái gì đấy? Tôi xin nói, Chúa nhìn thấy anh chị em này, Chúa nhìn thấy đời sống chúng ta đây, là những con người đáng ra cứ mất đời đời, nhưng mà nhờ cái sự hy sinh của ngài mà được cứu đời đời. Và nhờ cái đó mà Chúa có thể chịu được thập tự giá. Khi Chúa nhìn thấy cái giá của sự khốn khổ ngài, đó là kết cục đời sống của con người được cứu đấy. Nên nếu mà đời sống chúng ta, chúng ta cũng nhìn được cái sự kêu gọi hay cái khải tượng của Chúa trong cuộc đời chúng ta, để qua cuộc đời chúng ta rất nhiều người được cứu, nhiều người được thay đổi, tôi sẽ nói là chúng ta cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn, những cái khó khăn tạm thời trên đất này. Tôi rất thích những câu kinh thánh trong sách thư Phêrô thứ hai, đoạn 1 câu 10. Ở đó sứ đồ Phêrô có nói như thế này. Chúng ta có thể xem câu kinh thánh đó nhé.
Phi-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 10 ở đây nói như thế này: vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và lựa chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Câu kinh thánh này, để làm sao chúng ta không hề vấp ngã, để làm sao chúng ta có thể đi hết chặng đường của chúng ta, để làm sao chúng ta có thể nóng cháy yêu mến Chúa trọn đời chúng ta, thì câu kinh thánh này có nói đến cái việc hãy làm vững chắc trong cái điều Chúa kêu gọi và chọn lựa chúng ta. Để khi con người biết cái sự kêu gọi của Chúa, sự chọn lựa của Chúa, mà nếu chúng ta chú tâm đến điều đó, chúng ta làm mình vững chắc trong điều đó, tôi xin nói lời Chúa khẳng định là chúng ta sẽ không hề vấp ngã. Tôi nhớ là khi tôi mới tin Chúa, lúc đó khi mà tôi tin Chúa, tôi chả hiểu cái sự hầu của Chúa là thế nào. Tôi chỉ nhìn thấy người bạn tôi tin Chúa, tôi nhìn thấy những người bạn, người nhà tin Chúa, họ được thay đổi. Và sau đó tôi đến với Chúa, cuộc sống tôi rất là bình thường. Trước đó chả hề bị bệnh tật ốm đau gì cả. Tôi đến với Chúa không phải là vì tôi cần được chữa lành, tôi khỏe lắm, chả vấn đề gì cả. Rồi tôi đến với Chúa không phải là vì tôi không có tiền, đúng không? Cái tiền thoải mái để dùng dịch đấy chứ. Tôi đời sống cảm giác là chả có cái gì thì thiếu thốn cả. Tương lai cũng có tương lai. Vì vậy là khi tôi đến với Chúa, tôi nếu nhìn bên ngoài cũng có vẻ rất bình thường. Và sau đó tôi chứng kiến có những người sau đó đến tin Chúa, và có một anh tin Chúa, thậm chí tôi cũng hơi ghét với anh đó nữa. Sao vừa mới tin Chúa, nào là chữa lành, nào là phép lạ, nào là cầu xin gì Chúa cho. Và tôi bảo tại sao con tin Chúa không nếm trải nhiều cái phép lạ, nhiều cái phước hạnh như anh đó. Và tôi nên định chắc là người này yêu Chúa lắm, Chúa ban ơn như vậy thì chắc chắn yêu Chúa lắm. Mình như thế này mà mình còn yêu Chúa như vậy, muốn chỉ là anh ta. Nhưng rất kỳ lạ, một thời gian sau anh ta lần đi đâu mất tiêu. Dường như anh ta giống như là bỏ Chúa vậy, gần như bỏ Chúa. Tôi không thể hiểu được tại sao một người Chúa làm những phép lạ như vậy. Một người mà Chúa nhập lời cầu nguyện, Chúa làm những điều mà rất kịch tính như vậy, mà tại sao lại có thể như vậy được? Và một thời gian sau chúng tôi nghe anh đó bị bệnh như lao phổi gì đó, và bệnh cực kỳ nguy hiểm. Anh ta bị cách ly trong bệnh viện, và anh ta đã nhờ một thánh cầu nguyện cứu anh ta. Đúng là có nhiều người con cái Chúa cũng coi Chúa giống như xe cấp cứu vậy. Xe cứu thương đó, khi có bệnh mới bắt đầu gọi cứu thương. Và khi khỏe rồi thì không ai muốn đến bệnh viện cả. Đừng coi Chúa là bệnh viện nhé. Đừng coi Chúa là bệnh viện. Tôi lớn hơn rất nhiều, quý giá hơn rất nhiều. Và khi anh ta kêu cầu như vậy, và mọi người cầu nguyện anh ta được chữa lành, và không chỉ anh ta được chữa lành, mà anh ta còn cầu nguyện cho một người khác bị bệnh như vậy trong bệnh viện cũng được chữa lành luôn. Và tôi nghĩ là gì, anh chàng này từ nay đến già không bao giờ dám bỏ Chúa. Nhưng rất là chỉ vài tuần sau anh ta lại làm được một tiếng. Và nó thực sự đó là cái vấn đề tôi không thể hiểu tại sao như vậy. Và lúc đó Chúa cho tôi nghĩ công kinh thánh trong phiên lương nhất, Chúa nói là có những con người họ không biết, họ không làm vững chắc trong điều Chúa kêu gọi lựa chọn họ, nên vì vậy họ vấp ngã. Nên nếu đời sống chúng ta theo Chúa mà chúng ta không biết được cái mục đích, cái sứ mạng, cái sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta trong cuộc đời này và trong cõi đời đời, tôi xin nói những phước hạnh không đủ chắc, những cái phép lạ không đủ mạnh để giữ chúng ta trung tín đến với Chúa trọn đời. Amen. Amen anh nhé. Nên tôi nhớ lại cái điều gì khiến tôi được vững chắc, thậm chí cho đến ngày nay tôi vẫn tiếp tục hầu Chúa, và tôi tin tôi hầu Chúa đến trọn đời. Đó là thứ nhất đó. Là khi tôi tin Chúa, tôi biết là có thiên đàng của địa ngục. Tôi biết là khi con người tin Chúa thật, con người sẽ được lên thiên đàng và thoát khỏi địa ngục. Và tôi tưởng tượng địa ngục là nơi mà kinh hoàng cả cõi đời đời, rên rít đau khổ rất kinh khiếp đó. Nên chính vì vậy, đó chính là sự kêu gọi đời đời của chúng ta đấy. Anh chị em à, nếu chúng ta tin Chúa chỉ có trông cậy vào trên đất này mà thôi á, Phaolô nói chúng ta là người khốn khổ đấy. Nên vì vậy hãy nhớ đến cái cuộc sống đời đời. Tất nhiên chúng ta không phủ nhận cuộc đời này, nhưng rõ ràng cái cõi đời đời nó vượt trội hơn rất nhiều so với những gì trên đất để chúng ta nếm trải. Nên nếu một người tin Chúa mà không có cái tầm nhìn viễn cảnh đời đời, tôi xin nói rất dễ bốc ngã. Nên vì vậy cần phải nhớ là chúng ta được kêu gọi đến sự sống đời đời. Nên vì vậy sau đó khi tôi theo Chúa một thời gian đó, cũng bắt đầu có những áp lực đến, cũng có những khó khăn đến.
có những lúc tội tham của Chúa theo Chúa, nhưng khi còn khổ nó không theo Chúa nữa. Chúa kia không theo Chúa thì còn phạm tội thỏa mãn vấn đề gì đâu. Và bây giờ cứ suốt ngày cáo trách, suốt ngày cảm thấy áp lực, suốt ngày cảm thấy điều này điều kia. Và theo Chúa khổ cũng theo Chúa. Nhưng chính cái điều cái nhận biết cái sự sống đời đời đó khiến tôi không bao giờ theo Chúa. Và tôi biết điều kinh hoàng lắm. Nhưng tôi bảo thôi Chúa theo Chúa có khổ cả đời này nhưng mà còn lên thế nào cũng được, cũng xứng đáng điều đó. Nên khi biết được cái sự kêu gọi đời đời, cái đó sẽ làm cho chúng ta vững chắc không phải vấp ngã. Và cái điều thứ hai tôi biết là khi tôi mới theo Chúa lúc đó chào khái niệm thế nào đó Chúa đâu, nhưng tự nhiên có cái tiếng gì đó sâu trong lòng tôi nói như thế này là tương lai con sẽ không đi theo nghề mà con học, và tương lai con sẽ đi giao giảng đức tin mà ngày này con tiếp nhận. Và cái đó nó đeo bám trong lòng tôi nên những lúc mà khó khăn đến ấy, những lúc cám dỗ muốn bỏ Chúa, nhưng tôi chỉ biết là tương lai mình về Việt Nam mình giao giảng tin lành, tương lai mình giao giảng tin lành. Và cái đó cũng khiến cho mình vững vàng để mình không vấp ngã. Nên chính vì vậy, giống như cuộc đua, nếu người ta nhìn thấy cái kết của cuộc đua, nếu người ta nhìn thấy giải thưởng, anh chị em, cái điều đó sẽ khiến người ta chạy đến cuối cùng nếu cái giải thưởng đó đủ cái sức cuốn hút người ta. Còn nếu chạy đua mà chả biết là chạy để làm gì á, thì bạn bảo không biết mình chạy để làm gì, mình trả giá để làm gì. Trong khi chủ nhật có khác thì nó đi công viên, nó đi chơi này chơi kia, chứ mình đến nhóm để làm cái gì nhỉ? Tại sao mình phải hy sinh thế này? Nên nếu chạy mà không nhìn thấy đích ấy, đến lúc bạn thôi bảo chả chạy làm gì cả, thôi ra uống trà, ra cà phê, và bạn sẽ bỏ ngay. Nên vì vậy biết được cái đích, biết được cái khải tượng, biết được mục đích, cái đó giúp chúng ta đi đến cuối cùng. Anh chị em, tại sao Môi-se, tại sao có thể là khước từ cái địa vị là hoàng tử Ai Cập để xưng mình là người Do Thái, để đồng chịu khổ với cái đám dân mà là cái đám dân nô lệ trong cái vương quốc đó? Bởi Môi-se nhìn thấy cái điều mà mọi người không thấy. Thứ nhất là ông nhìn thấy cái dân này mặc dù trước mắt là như vậy, nhưng cái dân này là dân có giao ước với Đức Chúa Trời. Và dân này mới còn lại. Còn cái dân Ai Cập này hùng tráng lắm, nhưng mà đến lúc tan mảnh rồi. Rồi ông nhìn thấy đất hứa, ông nhìn thấy cõi đời rồi. Để vậy Môi-se có thể khước từ được cả cái sự mà giàu sang phú quý của xứ Ai Cập để bước theo tiếng gọi của Chúa. Rồi Abraham, tại sao ông bỏ cái vùng đất Lương Hà, là cái vùng đất mà cũng rất là văn minh thời đó, mà đến cái xứ sở nó đâu có bằng cái xứ sở mà nơi ông đi? Bởi vì Abraham ông nhìn thấy cái thành mà Đức Chúa Trời xây cất và sáng lập, đó là Jerusalem trên trời. Và cái khải tượng đó quá mạnh để khiến cho ông có thể trả giá, ông có thể trải qua những thử thách để ông có thể đi đến cuối cùng. Và đời sống chúng ta cũng như vậy. Tôi muốn nói với anh chị em, tôi rất ước ao là từng người tin Chúa, chúng ta phải biết được cái sự Chúa kêu gọi cho bạn. Cái có sự kêu gọi đời đời và ngay sự kêu gọi trên đất này. Nếu con cái Chúa, tôi đã chứng kiến rất nhiều những con cái Chúa, nếu mà họ không nhìn thấy cái sự Chúa kêu gọi họ, tôi xin nói nó, họ không thể trở thành cơ đốc nhân mạnh về vững vàng. Nếu mà họ chỉ đến với Chúa vì cái chuyện ồ Chúa ban phước cho con, Chúa chữa lành cho con, Chúa làm điều này điều kia cho con, tôi xin nói thông thường khi họ được điều đó, họ sẽ dễ dàng một thời gian sau xa vì Chúa. Bởi các con người chúng ta dễ quên ơn lắm, con người chúng ta dễ quên ơn. Nên Kinh Thánh có nói là 10 người phung được Chúa chữa lành đâu, nhưng mà chỉ có một người quay lại cảm ơn thôi. Mà người đó cảm ơn xong nó không biết đi đâu, chúng ta không biết. Nên có người nói là gì, một ông sư nói đấy, con người chúng ta rất lạ, ai làm tốt cho mình thì mình viết trên mặt nước, gió nhẹ cái thôi nó trôi hết đi. Nhưng mà ai làm hơi xấu cho mình trước đấy, mình khắc trên bia đá mà không dám quên. Nên con người chúng ta dễ quên hơn lắm. Nên vì vậy nếu chúng ta đến với Chúa chỉ những thứ hạnh phúc ấy, tôi xin nói cái đó không đảm bảo là chúng ta đủ vững chắc như trên đời. Nhưng nếu bạn biết được cái sự kêu gọi đời đời, sự kêu gọi của Chúa trên đất này, mà như Phêrô nói là làm vững được điều đó, có nghĩa chúng ta thường xuyên suy ngẫm điều đó. Tôi có những lần chú nói với tôi ghi thành một cái file máy tính, nó khó khăn tôi đọc lại điều đó, tôi suy ngẫm lại điều đó. Rồi tôi cầu nguyện rất nhiều cho cái điều mà chú nói với mình, cái khải tượng chú đặt trong lòng mình. Bởi làm như vậy là cái điều là chúng ta làm vững mình trong cái điều Chúa kêu gọi lên trong mình. Và cái đó giúp chúng ta vững vàng. Nhưng tôi xin nói là bạn bây giờ thoát nan đề này, thời gian sau là có nan đề khác, cái đó không bao giờ hết trên đất này. Nên vì vậy nếu chúng ta chú tâm đến điều Chúa kêu gọi, chúng ta sẽ vững vàng đến cuối cùng.
Thì vì vậy ngày hôm nay tôi muốn anh em hãy cầu nguyện, tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em để mỗi một người đây là biết được cái điều Chúa kêu gọi lựa chọn mình, không chỉ cho cõi đời đời mà trên đất này. Và khi bạn có điều đó được, tôi xin nói là những đại lễ sẽ qua thôi, những đại lễ sẽ qua thôi. Thế giờ phút này chúng ta sẽ cùng nhau đến cầu nguyện cho điều đó. Amen. Xin tất cả quý con cái Chúa chúng ta cùng nhau đứng dậy. Mỗi một chúng ta trước hết chúng ta hãy đến nói với Chúa là con cảm ơn Chúa vì Chúa chết cho con. Chúa chết cho con. Chúa đã hy sinh mạng sống của Ngài để cứu chúng con. Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương con. Ngài yêu con hơn bất cứ người nào yêu con sẽ được. Ngài quý giá hơn bất cứ con người nào trên đất này. Ngài quyền năng hơn bất cứ thế lực nào. Hallelujah. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.